Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em về được một ít cái xe đẩy với anh chị ha. Và cái xe này thực ra nó lại là cái ở bên trong của nó là lúc trước là nó chứa một cái máy phát điện mini để người ta đẩy đi vòng vòng, người ta thắp sáng, người ta làm này làm kia. Đó thì họ bán, thường thường họ lại bỏ cái này ra và họ bán cái máy phát điện. Đó thì cái này họ bán đi. Đó thì cái này nó có một cái là bốn cái bánh xe của nó thì nó lại là bốn cái bánh bánh chết mấy anh chị, tức là đẩy khi mà mấy anh chị mình muốn đẩy á, đẩy tới đẩy lui á thì mấy anh chị mình phải phải bẻ lái, tức là nhấc cái đít hoặc là nhấc cái đầu như thế nào đó để đẩy hàng, nhấc cho nó thì nó cũng hơi bất tiện xíu. Nhưng mà được một cái là mấy anh chị biết không, là cái xe này rất là cứng cáp ha, kéo xích ra đây giùm anh luôn ha, cho nó khỏi dính cái mấy cái con kia. Đó, rồi ok, được rồi, thôi. Đấy. Đó thì nó hơi bất tiện tới xíu. Đó, đẩy tới. Đó, ngon lành. Đó thì nó sẽ hơi bất tiện về cái vấn đề là cái bánh xe nó không có xoay, nhưng mà được cái là cái xe này nó rất là cứng cáp. Còn nếu mà anh chị mình muốn xoay á thì mua cái bánh mà loại xoay bữa em hay bán á, về mấy anh chị mình thay đổi cho cái bộ bánh sau là nó cũng ok ha, vẫn ấy được, nhưng mà lại tốn thêm xíu. Nhưng mà được đặc biệt cái là cái này cái khung sắt của nó rất là dày ha. Cái này ví dụ như mấy anh chị mình bỏ cái bình nước hết ta, cái bình nước không biết nó vừa không ha, giờ là nó sẽ không có bị ngã rớt ra ngoài, và đẩy thì rất là cứng cáp. Thường thường ấy, mấy anh chị mình bỏ cái đồ mà lên cái xe ấy, đẩy mà nhanh quá nó hay bị tuột văng rớt ra ngoài. Còn cái này nó có cái khung sẵn rồi, và đặc biệt ở đây mấy anh chị mình cái khung cái thanh đằng trước này và thanh đằng sau này mấy anh chị mình có thể tháo được luôn nha, tháo được. Và cái tay đẩy á, mấy anh chị mình có thể gấp gọn luôn ha, mình xả hai ngóc đó, xả ngóc là đẩy nó cho nó gọn là như thế này được luôn. À, cũng rất là tiện lợi. Rồi ví dụ khi mà mấy anh chị mình muốn cái vật dụng hoặc là cái đồ gì trên cái xe này mà lỡ mà nó cao hoặc nó to quá mà sợ nó ngã đó, thì ở bên hai bên hông này nó có một cái hai bên hông đó, lắc qua lắc lại đẩy lên không em phải kéo cái kia kéo rồi không thì kéo đó lên cũng được. Đó, rồi thì hai bên hông này nó có một cái thanh mấy anh chị, giống như là cái kiềng ha, nó tạo thành cái thế gọng kiềng để nó không ngã bên đây không ngã bên kia, nhìn nó sẽ cứng chắc lại. Ngoài xe này rất là nặng, bánh thì bánh anh xin dày cui. Đó thì cái xe này em đang bán là 1,2 triệu chiếc ha, thì về anh em mình nói chung là sẽ độ chế và phục vụ lại cho cái công năng đẩy xe là ok nhất ha. Thì em cũng có rất là nhiều chiếc, thì chiếc nào nó cũng như chiếc nào mấy anh chị ha, giống nhau nó như thế này. Đó thì giá em đang bán là 1,2 triệu chiếc ha. Có cái xe này thì nó mỏng hơn nè, cái xe này thì để chắc em bán rẻ thôi. Xe này thì cái bánh nó lại là bánh bằng nhựa và phía sau thì nó không có bánh và nó nhìn nó mỏng manh hơn. Thì cái xe này thì mà nó cái xe này thì nó có cái cây gì đó để dương dài ra, giống như cũng xe đèn á. Nó có luôn cái tăng phô biến áp gì điện gì tùm lum trên đó ha. Thì em bán nguyên cái xe luôn. Thì riêng cái xe này thì các em bán 900 đi ha, 900 bán rẻ thôi. Và nó cũng có cái thế gọng kiềng rồi bật ra rồi đầy đủ hết hai bên như xe kia luôn. Nhưng mà có một cái thì bánh của nó là bánh bằng bánh nhựa, nhìn nó không có cứng cáp được như cái con này. Thì anh em nào lấy con này thì là cứng cáp mà ngon nhất ha, 1,2 triệu. Còn cái con kia thì là 900. Đó. Rồi số điện thoại của em là 0914466462 ha. Hoặc là anh chị mình nhắn tin Zalo ha, em sẽ lên đơn rồi ship cho mấy anh chị. Nặng lắm anh chị, cứng cáp nữa, em cũng khoái cái này lắm. Mà trước giờ người ta dục nhiều quá, rồi người ta bắt ôm lô một lần gần cái 100 chiếc em không có lấy hết được. Còn đợt này nó có ít nên họ đưa cho em rồi em lấy. 1,2 triệu ha. À đo kích thước, chiều ngang nhiêu? Chiều ngang tổng phu bì đi, đo phu bì. 41 ha, rồi chiều dài 72 là luôn tới tay cầm, còn phần lọt lòng ngay cho cái chiều dài đó nhiều khoảng nhiều 58 ha. Rồi ok, thì nói chung là cứng cáp lắm anh chị ha. Nó đẩy đồ, nó đẩy này đẩy kia, bình nước ha là gì đó, em nghĩ là bình ga gì đó, cũng rất là ok, ngon lành lắm á. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều.